ngành du lịch tỉnh Kiên Giang vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cáp treo từ An Thới ra đảo Hòn Thơm, huyện Phú Quốc và quần thể vui chơi giải trí biển, khu dịch vụ nghỉ dưỡng Hòn Thơm. Được biết, tổng mức đầu tư dự án này khoảng 10.000 tỷ đồng. Theo công văn số 846 trên UBND KTTH, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cáp treo từ An Thới ra đảo Hòn Thơm vào quần thể vui chơi giải trí biển, khu dịch vụ nghỉ dưỡng Hòn Thơm. Được biết, chủ đầu tư dự án sẽ triển khai thực hiện đầu tư dự án cáp treo với tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng. Thời gian dự kiến đưa vào khai thác giai đoạn 1 năm 2017 vào khoảng 4.900 tỷ đồng. Nếu dự án cáp treo này được đầu tư, sẽ góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch cho đảo Ngọc Phú Quốc